Nên vụ 2023-2024, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chafaco Sapa liên kết với hơn 160 hộ đông dân thị xã Sapa, duy trì vùng trồng hơn 65 hectare cây artichoke, phân đấu sản lượng hơn 2.500 tấn lá tươi. Công ty cam kết mua sản phẩm lá atiso tươi với giá 2.300 đồng 1 kg, tăng 300 đồng 1 kg so với vụ trước, đồng thời hỗ trợ các hộ nông dân về kỹ thuật thu hạt giống, làm đất, thực hiện khung thời vụ gieo trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản sau thu hoạch, tuân thủ hướng dẫn thực hiện trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Trồng cây artiso ngoài thu bán lá tươi doanh nghiệp các hộ còn có thêm thu nhập từ bán hoa cổ kết hợp dịch vụ du lịch khi mùa hoa nở qua đó nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác